Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra số 106 trên KLTTCB ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, chỉ ra nhiều sai phạm ở công tác quản lý, sử dụng đất, liên doanh, liên kết hoặc cho các công ty thuê đất, mua sắm tài sản, thực hiện các dự án cải tạo cơ sở vật chất. Hóa đơn của khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế và phong tỏa tài khoản do chưa trả nợ thuế đất theo đúng quy định. Khoản nợ thuế đất đã lũy tiến tăng dần và sau 2 năm, con số nợ đã trên dưới 900 tỷ đồng. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình được xem là không có khả năng chi trả khoản nợ trên, do vậy lãnh đạo ngành thể thao xin khoanh nợ để giải quyết. Theo thông tin từ Cục Thể dục Thể thao, các nội dung đã được thống nhất sau buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Từ đó, có văn bản và lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ trình các cấp thẩm quyền cao hơn xem xét vấn đề này.